Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tử đây. Trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay thì như đã hứa, mình sẽ đi làm mini game nữa nhá. Hôm trước thì do thứ bảy mình về quê ấy, nên là mình không có làm mini game được, nên hôm nay sẽ làm mini game bù nhá. Như mọi người đang thấy thì mình đang review một con ạc có AK rồng xanh level 7. Con ạc này thì đương nhiên rồi, mình sẽ không tặng nó ở trong mini game đâu, mà mình sẽ bán nó với cái mức giá cực kỳ yêu thương, đó là 100k thôi. Đấy, còn bán như thế nào thì tí nữa mình sẽ chỉ anh em. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái mini game nhá. Thì mini game tuần này của chúng ta đó là hãy comment 4 số cuối ID của cái nick mà mình đang review đây xuống bên dưới phần comment, cộng với lại UID trong shop của mình. Tức là UID là cái mà mọi người phải vào cái trang shop của mình, đó là shop.lao.vn, sau đó đăng nhập vào và lấy cái ID đó. Đấy, xong rồi comment cùng với đáp án. Và bạn nào mà có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì mình sẽ tặng cho 500k trong số của mình. Ngoài ra ấy, thì những cái bạn mà có câu trả lời chính xác còn lại, mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên 3 bạn để tặng cho mỗi bạn 200k nữa nha. Mini game tuần này thì mình sẽ tặng tiền thôi, tại vì tặng tiền thì anh em có thể thoải mái đi mua ạc trong số của mình được. 500k là cũng mua được một cái nick ổn ổn rồi. Còn nếu như mà muốn hên xui thì có thể săn sale thì lời hơn nhiều lắm. Đại loại là tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Còn cái nick này thì mình sẽ giao bán nhá, bán với giá là 100k. Còn chỗ bán thì tí nữa mình cũng sẽ nói luôn. Có một điều lưu ý đó là mọi người lấy cái UID trong shop của mình nhé, thì nhớ là lấy cho nó chính xác nha, chứ mà lấy ở trang shop khác sang là chịu đấy, tại vì là nó bị sai hoặc là mình sẽ cộng nhầm cho bạn khác. Đấy, nên là nhớ nha, link shop thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả ấy, hoặc là phần comment cũng có, hai phần đấy, vào đấy cho chắc. Nick này mặc dù là skin súng không có nhiều, nhưng mà những cái đồ khác thì lại rất là ngon. Chẳng hạn như là có con ngựa sắt này, xong rồi lại còn có skin xe khá là nhiều nữa. Với cả là thực ra là bắn một combo AK rồng xanh với lại MP40 là cũng ấm rồi mà đúng không? Ok, thì mình đã review xong cái nick này rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ đi chỉ anh em cái nơi mà bán cái nick này với giá 100k nhá. Đây, chính nó. 100k đây anh em thấy chưa? Đây chính là cái nơi mình bán cái ạc mà mình vừa review nha. Đấy, thì mọi người cứ vào shop của mình, shop.lao.gio.vn, sau đó vào mục ạc thẳng và kéo xuống dưới, nó sẽ ở ngay đầu luôn. Nhưng cái ạc này sẽ bán với một cái điều kiện, đó là ạc này sẽ bán vào một cái thời điểm nhất định. Đó là buổi sáng thì có thể là 12 giờ trưa, hoặc là buổi tối thì có thể là 6 giờ tối. Và khi mà mình mở bán ra, bạn nào mà nhanh tay mua được thì cái nick này sẽ là của cái bạn đấy nhá. Tức là mọi người phải săn ấy, chứ không phải là có sẵn để mua đâu. Nên là nó mới là nick săn sale đấy. Và nếu như mà không mua được nick này thì chúc anh em may mắn ở cái nick sau. Tại vì là mỗi ngày hoặc là 1-2 ngày thì sẽ có nick mới được mở bán. Và như thế thì khi mà cái nick này được bán đi rồi thì mình lại treo nick khác lên, để cho anh em lại tiếp tục săn cái ạc mới đó. Ok, thì mini game của chúng ta chỉ có vậy thôi nhá. Cảm ơn anh em đã đón xem cái mini game, và chúc anh em săn ạc may mắn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta đến với trận đấu ngày hôm nay thôi. Hôm nay thì mình đang đi ghép ngẫu nhiên. Tại vì thử thách thì do là mình chưa có làm kịp, nên chắc là mình sẽ mai mình sẽ đăng thử thách nha. Một thanh niên trước mặt mình này. Ui, cũng ngộ không kìa. Giữ dằn chưa. Hai ngộ không đối đầu với nhau, đứa nào mà biến thành người trước thì đứa đấy thiệt. Vậy thôi cho nó nhanh. Bạn ấy biến thành người trước thì đương nhiên là bạn ấy thiệt hơn mình rồi. Mình dại gì mình biến trước đúng không? Bị bao nhiêu lần rồi mà, ngu gì. Mấy hôm trước thì mình chơi Skyler, nhưng hôm nay đổi rồi. Ây à, vùng bom rơi luôn cơ à. Có cái nào chị Hằng yêu quý mình quá ấy, tặng mình mấy trái không ta? Số xui xui nên là sợ lắm anh em ơi. Rồi gục rồi. Có một anh chàng còn gan hơn cả mình nữa, đứng ở giữa gọi là vùng bom rơi luôn. Nhưng mà không sao, có đồng đội mình ở đây mà, sợ gì. Lỡ may mà mình có chết thì đồng đội mình cứu. Bên này còn người nha, bên này còn người, vẫn còn người nha. Mình có nghe tiếng súng đấy. Ủa, bắn Skyler đâu ấy? Dưới nhà L à? Phải không? Ok. Từ từ. Bình tĩnh. À, bên kia. Rồi, cục rồi. Nhanh chóng gọn lẹ. Bên trái cũng có nha. Khu vực nhà L vẫn còn nha. Ủa,
Cô này đông ta. Từ từ, cam thanh niên phía sau trước. Có bắn đi. Đang ngoài bo đấy bạn ạ. Ban nãy mình để ý còn có một con xe chạy qua nữa cơ. Nhưng mà chắc là con xe nó sẽ không vòng lại đây đâu. Mình nghĩ vậy. Cứ vòng lại là mình thịt luôn. Nên chạy vào sông này. Mình có nên xuống săn bạn ý luôn không ta? Thôi, xuống săn luôn đi chứ ngại ngùng làm cái gì. Đây. Không biết là đồng đội mình giải quyết cái thanh niên phía sau nhà L chưa, hay lại bỏ qua cho bạn ý rồi. Trong nhà gỗ nha, trong nhà gỗ. Ôi, đồng đội mình kìa. Đâm thẳng lao thủng luôn. Ớn thiệt. Nhưng mình ăn nhá. Quả liệu của mình làm hết từ gần đâu. Không có súng để đổi nhờ. Mình đang muốn đổi qua M4A1. M14 mình bắn hơi nhiều. Ping cái gì vậy? Mấy bạn đồng đội team mình, các bạn đi săn hết rồi. Ớn thiệt. Ê, có người đấy. Ủa? Thế nhìn bên dưới làm gì mà đứng đơ vậy ta? Thôi, team mình đi lẻ thì mình cũng đi lẻ thì mình đi săn thôi. Chạy bo này. Mình xin nhớ. Công nhận là M14 bắn phê thật. Còn ông ta, team đấy mới gục thôi mà. Mình nghĩ là bên dưới sẽ còn đấy. Có thể là các bạn sẽ chạy chéo qua đây này. Đây, cháy rồi. Yếu. Chồng đuổi ăn rồi. Tiếc ghê. Yếu lắm rồi đấy, như là một máu hay sao ấy. Mình thấy ông đội bắn con cái gục luôn. Bên này còn một người nữa này. Một cô nàng trắng. Mình xin. Bạn này bạn ấy mới gục thôi, nên là đương nhiên là vẫn sẽ còn. Không biết là còn hướng nào thôi. Giờ này vẫn chưa chạy, không biết là chạy hướng nào rồi. Rồi lút đồ rồi đã. Xong rồi tính tiếp. Có M4 kìa anh em. Đợt này không biết là anh em xem clip ở đâu, hay là có ai bóc phốt mình hay không. Nhưng mà thấy một số bạn comment rằng là kêu mình đi làm thử thách toàn bắn thường, xong rồi ghép cái cộng điểm danh ở cuối cùng lại. Mình cũng không hiểu kiểu gì anh em ạ. Cái này thì chỉ cần tinh mắt một tí thôi là anh em có thể biết được là mình bắn thách ở danh nào mà, đúng không? Chẳng hạn như là lúc mình bật map lên là nó sẽ có này. Hoặc là ở cuối ấy, lúc mà nó tính kill ấy và nó hiện cả tên đồng đội lên mà. Sao mà ghép hoài được, đúng không? Đấy, ảo thật. Không hiểu anh em lấy cái lý do đâu ra hay thật chứ. Ông nào bóc phốt mình không chịu coi kỹ cái gì. Bạn nào mà bảo là trên này bắn dễ lắm thì anh em cứ lên trên này anh em bắn đi, là anh em biết là nó dễ lắm. Ok, dễ cực kỳ luôn. Rồi, cục rồi. Trông thì dễ vậy thôi chứ thực tình thì nó không dễ tí nào đâu. Đồng đội mình gục hết rồi đây này. Mình không ra cứu được rồi. Xa quá, 110 mấy mét lận. Bây giờ mình chạy ra là tí nữa sẽ bị kẹp bo. Nhưng thôi, mình sẽ giữ mạng để mà lấy top nhá. Ai bảo bo cuối lại còn đi lẻ. Cho chừa. Cũng hơi xui là quanh đây lại không hề có cái máy bán hàng nào. Chứ mà có máy bán hàng nào là mình cũng hồi sinh cho rồi đấy. Tại vì mình đăng xu rất là nhiều. Hiếu, anh em thấy không? Bắn nãy mà mình mà chạy lên mình cứu ông đội ấy, là kiểu gì đi kiểu cũng bị cái ông kia ông cam. Hên là mình chưa chạy lên đấy. Chạy lên là toang chắc rồi. Dưới nhà này còn có một người nữa này. Nhưng không sao. Cái cột điện này đang khá là đẹp. Nhảy ra mà bắn. Bạn nghĩ là ăn mình dễ lắm hả? Còn ông thần số 2 team mình thì cũng vừa bị bắn gục xong. Ôi là trời. Lại phải một mình chiến đấu rồi. Nhưng mà không sao, cái này mình nghĩ là mình chơi được. Tại vì là sẽ còn mấy team đấy. Nhưng mà một team 4 người là khả năng cao là mình chịu thật. Tại vì một team 4 người khó bắn lắm. Rồi gục. Ngon rồi. Trễ rồi anh em ơi. Còn 1 với 1 thôi.
Team kia hai người nhưng mà các bạn ấy lại đi hơi sai. Một bạn thì ở dưới nhà xe, một bạn thì ở tận ở trên đồi. Cái này thì các bạn đỡ làm sao được đây. Nào, nhào vô, nhào vô, nhào vô. Đồ quá trời đồ này. Ui, bông keo nhiều thế. Đâu rồi? Chạy đâu rồi bạn ơi? Xuống nút thính à? Anh chàng này kỳ ghê. Còn có một một này ra solo cho nó lẹ. Chứ còn nấp nấp làm cái gì cho nó cực ta. Đúng rồi đấy, đặt keo ra đi. Hai đứa mình giao chiến trực diện luôn nó mới hay. Chứ còn nấp nấp làm gì tầm nay. Ủa, sao mà trông như kiểu là bạn ấy đang đứng ở giữa keo, bạn ấy bắn ra vậy ta. Lên đây. Ui không dính kìa. Không dính thì bây giờ dính. Một bạn nữ trắng. Yếu lắm rồi, 3 viên M1887 rồi. Ờ, chạy đi. Mà công nhận là bạn này trâu thật đấy. 3 viên M1887 mà không chết. Có máu không? À, súng sạc kìa anh em ơi, súng sạc. Súng sạc của chúng tôi này. Chấp luôn, đang sạc luôn đấy. Ok, như vậy là bồi già nhá. Clip của mình cũng đến đây là kết thúc luôn nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Đừng quên là cho mình xin một like, một share để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Bye bye.